Xin chào quý vị và các bạn trên màn hình. Quý vị và các bạn đang theo dõi là buổi tuyên truyền trực tiếp giữa hai đội Real Tobama gặp FC Kizuna. Phải nói là với nhau trong ngày hôm nay. Thời tiết ngày hôm nay khá mát mẻ. Sáng trời hơi lất phất mưa nhưng khi bước vào trận đấu rất may trời đã tạnh khô ráo. Quả là một điều kiện lý tưởng cho hai đội. Vâng, mới vào đội hình thôi nhưng hai đội đã tỏ ra rất tập trung và năng nổ trong mỗi tình huống. Như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình, đội bóng Real Tobama mặc quần áo màu truyền thống là sọc đỏ và trắng, bảo vệ cầu môn bên phía tay trái. Đối thủ của họ là Kizuna mặc áo màu xanh, quần xanh áo trắng, bảo vệ cầu môn bên phía tay phải. Còn đây là Mạnh Tùng, người đang giữ chức bằng đội trưởng bên phía Real Tobama. Quý Dương, Đình Kính, Minh Phương chuyền bóng cho Minh Tùng, bóng đã ra ngoài vạch biên. Sút biên dành cho Kizuna, một cú sút biên thẳng vào phía cầu môn, thế nhưng đây là một tình huống khá nhẹ. Quý Dương, bóng vẫn đang trong chân Quý Dương, chuyền cho Văn Hoa, không được, xin lỗi Duy Hoàng. Và ném biên khá chính xác của thủ môn bên Kizuna. Có lẽ trời mới ướt nên mới mưa nên sân khá ướt và trơn. Bóng trong chân đôi bạn, và lên bóng khá nhịp nhàng, bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ Kizuna. Rồi bóng vào, một tình huống khá nguy hiểm. Lần này bóng đã đi check về phía cột dọc bên phía tay phải. Và sút góc dành cho Kizuna. Bóng vẫn đang trong chân cầu thủ Kizuna. Chưa có tình huống nguy hiểm diễn ra. Nguyễn vào. Đấu này là trọng tài Văn Hùng. Tình huống nguy hiểm. Đã thêm một bàn thắng có ra vừa rồi. Có lẽ là một pha bắt bóng không được chắc chắn của thủ môn Minh Tân. Thế nhưng bóng đi là quá cao. Đình Tùng. Và anh đã ghi bàn và